3, 4, 1, and 2, 3, 4, 1, and 2, 3, 4, 1. Rồi, chào các cô chú anh chị các bạn. Chúng ta quay lại với cả khóa Rumba và căn bản của Latin. Nào, hôm nay chúng ta học bước walk và walk tiến. Yeah. Chúng ta thấy bước walk thì chúng ta kết hợp từ cái nguyên tắc chuyển động cơ bản là chân, người, hông và thu lại. Thì hôm trước chúng ta đã học rồi, đây bước chúng ta lại ôn lại chút này. Chân này, người, hông và thu lại. Thì các bạn nhớ là thu là cơ đùi trong, thu lại và cổ chân chúng ta kéo về, bàn chân thì giữ nguyên. Thì tương tự điều đó chúng ta sang đến bước walk tiến. Thì bước walk tiến thì chúng ta cũng tương tự y hệt như vậy, chúng ta có 4 thời điểm nhỉ. Chân này, người, hông và thu lại. Đúng không ạ? Tiếp tục chân, người, hông, thu. Ok. Nào, nhưng mà để cho bước nhảy mình nó nét hơn thì chúng ta đừng quên một cái gọi là chuẩn bị nhảy qua dẫn đến là end. Thì khi chúng ta đang thu vào đây hoặc thu vào đây, chúng ta đều có một thời điểm là end để nén được cái trọng lượng mình đi xuống mặt sàn. Yeah. Và chúng ta bật chân ra. Nào, thế thì hôm nay thì chúng ta đi vào cái bước walk tiến thì nó dựa trên nguyên tắc như vậy thôi, nhưng mà để cho cái bước nhảy mình nó có cái điểm trọng tâm hơn, để khi mình tập ấy nó có hiệu quả sâu hơn, thì chúng ta nên nhớ một nguyên tắc là đi qua chân trụ ấy, chúng ta chịu khó phải giật căng cái phần chân trụ ra. Thứ hai, chúng ta phải nâng cao gáy lên để cái cảm giác cái trục của mình nó vừa thẳng và vừa cao hơn, thì khi mà mình phóng cái chân ra nó mới chắc. Dạ, yeah, đúng rồi, đấy là điều thứ nhất. Chúng ta cùng làm lại trước đây nhỉ. Nào, and chắc, đúng rồi. Thì khi mà chúng ta đi ấy, nếu chúng ta chưa quen ấy, thì chúng ta khi chúng ta nén xuống chúng ta phóng thì hai chân ở trên mặt sàn, có chân trên mặt sàn. Còn nếu các bạn quen rồi có thể đứng ở trên ức. Ok, đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi chúng ta đi ấy, muốn một cái bước nhảy Rumba walk ấy, nó có đẹp mắt hơn, đó là chúng ta cần phải có tốc độ ở trong đó, là cái tốc độ phóng ra được nhanh hơn. Thì phóng ra như nào? Thì chúng ta thấy này, khi mà chân chúng ta đứng ở đây nha, chúng ta sẽ không cố gắng mà bước chân lên. Dạ, bước chân lên là cái chân chúng ta xuống sàn nó bị sập và bước rất là nặng. Chúng ta không được nghĩ đến việc phóng chân, mà chúng ta hãy nghĩ việc căng gối để đưa cái gối mình nó tiến được nhiều về phía trước, và khi nó tiến nhiều về phía trước nó sẽ làm cho chân mình bật theo. Đây là điều thứ nhất. Rồi, chúng ta cùng cầm lại nhỉ, căng, chúng ta kéo cái cánh cung chân chúng ta căng ra như cánh cung ấy, rồi sau đó bật. Dạ, rồi. Điều thứ hai là khi bật rồi thì chúng ta làm thế nào để cho nó tiếp sàn êm. Tìm cái rất là quan trọng thứ hai là khi chúng ta phóng nhanh ấy thì chúng ta cũng không được nghĩ đến việc hạ bàn chân xuống. Cái điều này cấm kỵ nhỉ. Mà chúng ta nhớ nguyên tắc của hôm trước chúng ta học về mũi, ức, gót. Thì khi mà chúng ta nén xuống thì chúng ta vẫn phải tiếp sàn từ mũi, ức, gót. Nhưng nếu chúng ta tập trung vào chân, mũi, ức, gót thì cái tiếng xuống sàn nó sẽ bị kêu. Đó, khi chúng ta đi mũi, ức, gót nó sẽ bị kêu xuống sàn. Thì chúng ta sẽ đi điều gì? Chúng ta đừng nghĩ việc hạ bàn chân, mà nghĩ việc giật cái khoeo gối, cái gối lại. Thì ví dụ sau này, khi chúng ta căng ở đây, chúng ta đấy, chúng ta giật cái gối lại, thì tự nhiên khi chúng ta giật gối và mũi chân bám vào sàn mà giật nó căng nhiều quá, thì tự nhiên nó sẽ làm cho lôi theo cái chân mình tiếp sàn. Thì khi tiếp sàn đó thì nó sẽ cảm giác là nó sẽ tiếp sàn cách từ từ và êm hơn. Nên và thứ hai, nguyên tắc cơ thể mình hoạt động là tập trung vào một điểm trên cơ thể, thì khi chúng ta tập trung gối thì bàn chân sẽ không hoạt động được nhiều, yeah. Thì nó sẽ không bị dùng lực vào bàn chân. Thì khi chúng ta kéo, chúng ta căng phục thì chúng ta giật cái bàn chân lại và sàn nó sẽ tiếp sàn rất là êm. Dạ, đó là điều thứ hai chúng ta nhìn. Nào, bây giờ điều nữa là các bạn muốn phóng được thì chúng ta phải càng căng gối càng tốt. Thì cái này chúng ta tập thêm thôi, nhưng phải làm được rất nhiều, đó là việc đi qua chân trụ chúng ta căng nhiều. Và tiếp tục chúng ta đưa tiếp cái gối đi lên. Với điều kiện này, cái gối luôn luôn phải đi trước, các bạn sẽ thấy này. Gối so với chân trụ luôn luôn phải đi trước, chúng ta sẽ không được để cho mũi chân lên phía trước, mà chúng ta để cho gối về phía trước. Ok, em làm tôi. Nào, đây các bạn sẽ nhìn nhỉ, làm chậm nhỉ. Rồi chúng ta tiếp tục đưa cái gối mình về phía trước thật lâu và xong phóng. Dạ, thì các bạn sẽ thấy cái chân ấy nó miết xuống sàn rất là êm. Dạ, là cùng làm lại nhỉ. Cố gắng cái phần gối. Ok, thì các bạn sẽ thấy lại, tôi làm lại cho em.
Các bạn chịu khó để nâng gối đến mức này, làm sao để cái cảm giác này mũi chân vẫn ở lại, mũi chân là không phải đi mà chỉ có gối mình tiến về phía trước thôi, gối tiến đi ở phía trước, đúng rồi. Và khi chúng ta nhả ra cái là chân nó sẽ tự giật lại xuống mặt sàn. Các bạn sẽ thấy chân chúng ta sẽ móc được xuống mặt sàn rất là chắc. Dạ, đừng làm lại chút nữa. Nào chuẩn bị nhỉ? Đi sát cho anh. 2, 3, 4. Dạ, ok, vừa bạn. Sẽ là and, nhỉ. Cho đến kỹ là and, and, phóng. Đúng rồi, tiếp tục làm lại. Đổi cũng chân nhé. And, dạ, ok. Làm thu chân này. Kéo tiếp. Phóng. Đúng rồi, ok. Thì cái mũi chân nó sẽ cảm giác được bật ra và giật cái quần gối lại. Dạ. Rồi, cảm ơn các em. Thì đây là một cái cách mà cho chúng ta bước chân vừa tốc độ mà vừa vẫn có thể tiếp sàn rất là êm. Và khi chúng ta đi walk, đó là những điều mà mấu chốt chúng ta tạo ra một cái bước nhảy có nhiều sắc thái và nhiều cảm giác hơn. Rồi, chúc mọi người tập nhí nhé.